Linh cảm của Bồ Tát Địa Tạng, Hoằng Nhất Đại Sư. Trong các vị Đại Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát có sự linh cảm rất lớn. Lợi ích của sự linh cảm ấy có thể tìm thấy rất nhiều trong kinh điển. Nay đơn cử trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, để nói rõ 28 lợi ích. Phật dạy, ở đời vị lai, nếu có thiện nam tín nữ xem thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe kinh này hoặc phát tâm đọc tụng, đem các thứ hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục và các thứ trân bảo để bố thí cúng dường, tán thán chiêm ngưỡng lễ bái thì sẽ được 28 lợi ích lớn. 1. Được trời rồng bảo hộ. Như trước đã nói, các loại quỷ thần ác ôn đều bị trục xuất khỏi người ấy. 2. Quả báo thiện lành được tăng trưởng. Các loại quỷ thần ác ôn bị xua đuổi sẽ khởi tâm ác, làm việc ác, khiến quả báo ác tự tăng. Còn ở đây thì không nói rõ. 3. Nhân tố tốt, để các thánh vân tập. Nếu hành thiện mà không phát niệm hồi hướng, chỉ được nhân quả của trời người, ở đây không nói rõ. 4. Không thối chuyển ở đạo giác ngộ. 5. Y phục ăn uống luôn được đầy đủ. 6. Không bị bệnh tật. 7. Lìa các tai nạn của nước và lửa. 8. Không bị ách nạn do giặc cướp. 9. Ai thấy cũng kính ngưỡng. 10. Quỷ thần hỗ trợ gần gũi. 11. Chuyển thân nữ thành thân nam, hoặc đời này hoặc đời sau. 12. Nếu là thân gái thì sẽ là con của vua và đại thần. 13. Tướng hảo đoan chính. 14. Được sinh cõi trời. 15. Được sanh vua chúa. 16. Biết được đời quá khứ. 17. Ai cầu gì cũng được toại ý. 18. Bà con quyến thuộc được an vui. 19. Diệt trừ các sự ngang trái. 20. Trừ được các ác nghiệp. 21. Đến đầu cũng thông suốt. 22. Ngủ được mộng lành. 23. Bà con đã qua đời thoát ly khổ não. 24. Hưởng được phước báo trong đời sau. Người chưa phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương, như trước đã nói, được sanh cõi trời hoặc làm vua chúa, hay con gái vua, đại thần, ở đây không nói rõ. 25. Được thánh thần tán thán khen ngợi. 26. Được lợi căn thông minh. 27. Được tâm từ mẫn nhiều ít. 28. Cuối cùng sẽ thành Phật đạo. Cử ra ở trên chỉ là 28 điều lợi ích, còn thật mà nói thì lợi ích đó vô lượng vô biên. 28 điều ấy là 28 lợi ích lớn nhất, là những người thường dễ hiểu. Nêu ra như thế khiến người dễ sanh tâm tín ngưỡng, nên biết rằng lợi ích ấy là chân thật không hư dối. Còn những người tuy có lễ kính cúng dường Địa Tạng Bồ Tát mà chưa thể thâu hoạch các lợi ích ấy đều do tâm thành chưa cảm đến. Một khi cảm được, chắc chắn sẽ được các lợi ích như đã nói trên. Trong 28 điều, điều thứ 8 là không bị giặc cướp. Trước đây vài năm, tôi từng được như vậy. Nay vì đại chúng lược kể như sau. Khi tôi còn tại gia, trong phòng có thờ cúng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hương đèn phụng cúng, tâm tính chân thành. Sau khi xuất gia, dù ở nơi đâu tôi cũng thờ cúng hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Cách đây 7 năm, tôi nhập hạ tại một ngôi chùa nhỏ ở Hàng Châu. Trong chùa có 3 gian phòng chính, phân ra trước sau, ngăn cách thành 6 gian. Trên có lầu để thức ăn nuôi gia súc, không có người ở. Dưới lầu giữa gian trước là đại điện, phía sau là phòng khách. Tôi ở 2 gian trước và sau phía trên. Hòa thượng trụ trì ở 2 gian trước và sau phía dưới. Cầu thang ở trong phòng ông. Có lúc hòa thượng bệnh, nằm mãi trong phòng. Ngoài ra còn có 2 vị xuất gia, một vị tại gia, ở trong phòng nhỏ trước nhà khách. Cửa lớn trước chùa thì đóng kín không bao giờ mở. Đi ra vào thì theo lối đi hai bên khách đường. Ngày nọ, có khách đến chơi, thấy ngoài góc tường có tảng đá lớn bảo tôi rằng đây là nơi đạo tặc muốn vào mà chưa được. Tôi nghe vậy hết sức chú ý, vì sẽ xếp cất các đồ vật trên lầu, dời vào trong phòng và đóng cửa sổ của các phòng khỏi tầm nhìn. Các then cài cửa phòng của tôi đều tốt, do vì các cửa sổ phía trước đều có thể mở đóng từ bên ngoài và có thêm các khóa khác.
chuyển giao các thầy để họ có thể an lòng về gia tâm chú ý. Chỉ có tôi là không tin, bèn tự sắp đặt cửa nẻo. Đêm ấy, theo thời khóa, tôi trì tụng danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, tâm rất an tịnh. Tối đến, tôi nghỉ rất yên. Đến giữa đêm, nghe tiếng người, lại nghe tiếng nói chuyện của Hòa Thượng. Tôi cho rằng, lão Hòa Thượng bớt bệnh, nên lên lầu kiểm tra cửa ngõ, dự phòng trộm vào. Chẳng bao lâu, tôi thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, thức dậy mở cửa bình thường, thấy trong nhà khách, đồ đạc rơi đầy, bừa bãi ngổn ngang không chịu được. Có người bảo tôi rằng, ông không biết việc gì xảy ra đêm qua, ông thật có phước. Rồi tiếp tục kể rằng, khi hôm có mấy tên giặc cướp, cầm dao gậy, trèo thành mà vào. Đến phòng nhỏ thì một trong hai người xuất gia thức dậy, bọn cướp lấy của ông ta một ít tiền và áo quần của người tại gia, rồi lấy dao uy hiếp, bắt phải dẫn đến phòng lão hòa thượng. Bọn họ bất đắc dĩ mới dẫn đến, bắt lão hòa thượng dẫn lên lầu, mở cửa kho lấy hơn 200 đồng, rồi kiểm tra các đồ đạc, lấy được những thứ chúng thích rồi mới xuống lầu. Bọn chúng lục lạo hết các phòng trong chùa, chỉ có chỗ ở của tôi là không vào được. Chúng hết sức phá cửa, lại dùng gậy côn cậy phá, nhưng cũng không mở được. Bọn họ phá được cửa phía sau, phía trước tôi không nghe thấy. Trước phòng thì có hai bên cửa ở hai bên đại điện mà bọn chúng không biết. Lại muốn bẻ xong cửa sổ mà vào, nhưng bên trong cài chặt, mới dùng pha lê để cậy, nhưng cũng không cậy được. Mệt hết sức mà vẫn không vào được, mà trời sắp sáng nên họ kéo nhau bỏ đi. Việc ở trên là do người xuất gia kể lại, rất phù hợp với tình hình bấy giờ. Đó là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua trong 28 điều lợi ích. Có điều thứ 8 là không bị tai ách bởi trộm cướp. Các vị nên từ đây hãy phát tâm kính thành, lễ kính cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì trong 28 điều lợi ích, mỗi mỗi đều có thể đạt được, chắc chắn không có nghi ngờ gì. Đó là điều mà tôi có thể tặng đến cho quý vị vậy. Ha ha ha,